Kính thưa quý vị và các bạn, chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến năm học mới 2021-2022. Cùng với các địa phương trong tỉnh, huyện Bình Liêu rất chủ động chuẩn bị mọi điều kiện để sẵn sàng bước vào năm học mới. Đây sẽ là một năm học mà toàn ngành giáo dục huyện đặt mục tiêu tiếp tục phải tích cực, tập trung tham mưu, chỉ đạo các nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ, thực hiện quyết liệt mục tiêu kép vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa tổ chức tốt, nâng cao chất lượng hoạt động dạy và học. Thời gian qua, mạng lưới trường lớp, cơ sở vật chất đã được huyện Bình Liêu quan tâm rà soát, đầu tư chỉnh trang, nâng cấp cơ bản, đáp ứng được nhu cầu học tập của học sinh trong độ tuổi và thực hiện được nhiệm vụ đổi mới giáo dục. Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, nghiệp vụ cho đội ngũ nhà giáo, công tác huy động học sinh ra lớp cũng tiếp tục được quan tâm, chú trọng. Ngành giáo dục Bình Liêu đang nỗ lực cho một năm học mới với hiệu quả trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19. Là huyện miền núi, biên giới, với điều kiện còn nhiều khó khăn, song xác định giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu. Quy mô mạng lưới trường, lớp của huyện Bình Liêu những năm qua luôn được huyện quan tâm phát triển, phù hợp với điều kiện tình hình tại địa phương. Năm học 2020-2021, chất lượng giáo dục của Bình Liêu đã có sự chuyển biến, dần đi vào thực tế, theo hướng đánh giá phát triển năng lực, phẩm chất học sinh. Tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi đi học đến lớp của Bình Liêu là tương đối cao. Trong đó tỷ lệ trẻ nhà trẻ ra học đạt gần 45%, trẻ 5 tuổi ra học đạt 98%, huy động trẻ 6 tuổi ra học lớp 1 đạt 100%, huy động học sinh hoàn thành chương trình tiểu học ra học lớp 6 đạt 99%, huy động học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở ra học lớp 10 đạt 85%. Chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn của Bình Liêu cũng được nâng lên đáng kể. Kỳ thi chọn học sinh giỏi các môn văn hóa cấp tỉnh, toàn huyện có 46 học sinh khối lớp 9 đạt giải, 12 thí sinh khối lớp 12 đạt giải. Các kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022 và thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 của huyện cũng được tổ chức thành công. Trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 vừa qua, em đã hoàn thành tốt bài thi của mình và đỗ vào trường trung học phổ thông chuyên Hạ Long. Ngôi trường em rất là ao ước, trong thời gian tới em sẽ cố gắng nỗ lực học tập hơn nữa để đạt được thành tích cao cho các kỳ thi đối với môn tin học. Bản thân tôi và các giáo viên trong trường ấy thường đưa ra những cái biện pháp ngay từ đầu năm, đó là lựa chọn đội tuyển, lựa chọn những học sinh có nguồn lực. Thứ hai là thường xuyên phải động viên, lên kế hoạch cho các em ngay từ đầu năm, một cái kế hoạch rõ ràng. Sau đó là nhà trường cũng động viên và giáo viên cũng thường xuyên động viên học sinh, bởi vì là rất nhiều học sinh ở Bình Liêu có đặc điểm là hoàn cảnh gia đình các em thường gặp nhiều khó khăn và cái đường đi lại đến trường ấy cũng gặp nhiều khó khăn, nên là bản thân là giáo viên và nhà trường cũng có những cái biện pháp hỗ trợ động viên để các em có thể là có động lực nguồn để tham gia vào các đội tuyển. Trước thềm khai giảng năm học mới 2021-2022, cô giáo Nguyễn Thị Trinh cùng các đồng nghiệp của trường phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Đồng Tâm, xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu đã nỗ lực đi vận động học sinh quay lại trường học. Ở ngôi trường này, có gần 100% học sinh là người dân tộc thiểu số. Nhiều em ở các trường gần chục cây số, điều kiện đi lại khó khăn. Đa số phụ huynh đi rừng dài ngày, ít quan tâm đến việc học tập của con em mình. Vì thế, ở những thôn bản vùng sâu, vùng xa, không có sóng điện thoại, cô Trinh cùng các thầy cô trong trường phải lặn lội đến từng nhà dân để vận động các em học sinh đến trường. Đến cứ tầm cuối tháng 7 là chúng tôi đã phải tổ chức ra các nhóm để đi vận động rồi. Và các thầy cô thì mỗi thầy cô là đi vận động từng khu vực một. Và các con thì gia đình rất là khó khăn. Mỗi một nhà thì dân ở đây thì đa số là làm ruộng hết ấy, cho nên là rất là nhiều việc. Và tầm này đang mùa cấy gặt nên chúng tôi phải đi lại rất là nhiều lần. Cho nên là rất là vất vả và khó khăn trong quá trình vận động. Và gia đình của các con thì ở rất là xa, đường xá thì đi lại rất là khó khăn. Mặc dù là khó khăn như vậy nhưng mà chúng tôi vẫn cố gắng hết mình để cho chúng các con được đến lớp và được học tập đầy đủ. Dù còn nhiều khó khăn, vất vả, nhưng năm học tới đây, trường phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Đồng Tâm vẫn quyết tâm huy động học sinh ra lớp đúng với chỉ tiêu là 8 lớp với 248 học sinh. Trường đã thành lập ban vận động học sinh ra lớp do hiệu trưởng làm trưởng ban. Công tác rà soát học sinh các khối lớp, lập danh sách và có biện pháp hỗ trợ vận động học sinh ra lớp được trường xây dựng cụ thể. Ban giám hiệu đã phân công giáo viên phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong trường đến từng thôn bản để vận động, thông tin cho học sinh thời gian nhập học, tuyên truyền cho phụ huynh chuẩn bị một số đồ dùng cho con em đến lớp. Trong năm học tới là nhà trường có 230 học sinh.
trong đó là trên 50% là học sinh ở nội trú. Và đặc thù của học sinh trong nhà trường đó là 100% học sinh thuộc học sinh dân tộc thiểu số. Chính vì thế mà công tác vận động học sinh ra lớp cũng được nhà trường rất là quan tâm. Đã phân công nhiệm vụ cho các đồng chí trong ban giám hiệu nhà trường và các đồng chí tổ trưởng thành các nhóm đến các thôn khe bản ở vùng sâu vùng xa vận động các học sinh ra lớp kịp thời cho năm học mới. Cuối năm học 2020-2021, cơ sở vật chất các trường của huyện Bình Liêu cơ bản đáp ứng nhu cầu dạy và học. Toàn huyện có 455 phòng học, trong đó có 368 phòng học kiên cố, chiếm tỷ lệ 81%, 87 phòng học bán kiên cố, chiếm tỷ lệ 19%. Tất cả các trường đều có phòng thư viện, trong đó có 9 phòng thư viện đạt chuẩn, phục vụ nhu cầu đọc và mượn sách của giáo viên, học sinh. Hầu hết khuôn viên các trường, điểm trường đều có cây xanh bóng mát. Nhằm tạo diện mạo mới, khang trang cho các trường lớp, Ủy ban Nhân dân huyện Bình Liêu chỉ đạo Phòng Giáo dục Đào tạo huyện tiến hành rà soát cơ sở vật chất, nắm bắt nhu cầu xây mới, sửa chữa, nâng cấp các trường, điểm trường, đảm bảo cơ sở vật chất cho việc dạy và học. Chuẩn bị cho năm học mới, hiện huyện Bình Liêu đang thực hiện sửa chữa, cải tạo, nâng cấp 20 hạng mục công trình trường học. Trường Trung học Cơ sở Húc Động luôn nhận được sự quan tâm của Ủy ban Nhân dân huyện Bình Liêu và lãnh đạo Phòng Giáo dục, và trong những năm gần đây thì đã xây dựng, đầu tư xây dựng cho nhà trường những khối công trình để đảm bảo cái nhu cầu giảng dạy và học tập của thầy và trò. Và trong năm học mới 2021-2022 thì nhà trường được đầu tư một khối nhà vệ sinh để cho phục vụ cho nhu cầu ăn ở học sinh bán trú tại trường trong năm học này. Và đây cũng là một cái điều kiện rất ý nghĩa và đảm bảo cho học sinh có yên tâm ăn ở tại trường. Việc đảm bảo trang thiết bị, đồ dùng dạy học, đồ dùng học tập cho học sinh đến trường, không để xảy ra tình trạng học sinh thiếu sách vở trong những ngày đầu năm học mới, cũng được ngành giáo dục huyện Bình Liêu quan tâm. Tại trường tiểu học thị trấn Bình Liêu, công tác chuẩn bị cho việc thay sách giáo khoa mới đối với học sinh lớp 2 đang được khẩn trương thực hiện. 100% học sinh đều đăng ký mua sách giáo khoa lớp 2 tập trung. Đến nay, nhà trường đã phát sách giáo khoa tận tay cho các bậc phụ huynh. Để chương trình mới được triển khai thuận lợi, trường đã tổ chức cho giáo viên tham gia tập huấn chương trình giáo dục phổ thông mới theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Sở Giáo dục. Đáp ứng yêu cầu đổi mới, ngành giáo dục huyện Bình Liêu đã thực hiện các giải pháp phù hợp, đó là tăng cường tập huấn, hướng dẫn giáo viên về hình thức, phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực, xây dựng kế hoạch bài học theo hướng tăng cường, phát huy tính chủ động, tích cực, tự học của học sinh thông qua việc thiết kế tiến trình dạy học thành các hoạt động học để thực hiện cả ở trên lớp và ngoài lớp học. Nhờ vậy, đội ngũ nhà giáo của huyện cơ bản đủ về số lượng, cơ cấu tương đối phù hợp, có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt, sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Chất lượng đội ngũ giáo viên của Bình Liêu cũng từng bước được nâng lên, đa số cán bộ giáo viên đáp ứng được yêu cầu đổi mới của sự nghiệp giáo dục. Hiện nay, toàn ngành giáo dục huyện Bình Liêu có 743 cán bộ, giáo viên, nhân viên, gồm 58 cán bộ quản lý, 605 giáo viên, 76 nhân viên. Theo luật giáo dục 2019, huyện đã có 100% cán bộ quản lý đạt chuẩn về trình độ, 68% giáo viên đạt chuẩn, trong đó cán bộ quản lý, giáo viên có trình độ trên chuẩn đạt 24%. Năm học 2020-2021, toàn ngành giáo dục Bình Liêu có 372 giáo viên dạy giỏi cấp trường, 175 giáo viên dạy giỏi cấp huyện, 40 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Để cho công tác chuẩn bị cho năm học mới được tốt hơn này, thì giáo viên mầm non chúng tôi chuẩn bị rất là nhiều, như kiểu là xây dựng môi trường lớp học và trang trí lớp theo chủ đề chủ điểm này, đi học nâng cao các lớp tập huấn của phòng giáo dục tổ chức. Và chúng tôi còn tự học, tự bồi dưỡng nâng cao qua các trang mạng xã hội, qua Internet để cho công tác chăm sóc trẻ được tốt hơn. Bên cạnh những thành quả đã đạt được, công tác giáo dục đào tạo ở Bình Liêu cũng vẫn còn một số khó khăn, hạn chế mà huyện đang có giải pháp khắc phục nhanh. Đó là chất lượng đội ngũ giáo viên chưa đồng đều, một số giáo viên vẫn còn mặt hạn chế, chậm đổi mới phương pháp dạy và học. Công tác tổ chức các hoạt động ngoại khóa, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh ở một số trường, điểm trường chưa thường xuyên, còn mang tính thời điểm. Các hình thức sinh hoạt tập thể ở nhà trường chưa phong phú, chưa thu hút được học sinh. Chất lượng giáo dục ở các điểm trường vùng cao còn chênh lệch so với các vùng khác trong huyện. Một số cơ sở giáo dục còn tình trạng thiếu giáo viên, đặc biệt huyện Bình Liêu còn thiếu nguồn tuyển.
còn một bộ phận nhỏ cán bộ quản lý và giáo viên chưa tiếp cận kịp thời yêu cầu về ứng dụng công nghệ thông tin. Số tiết dạy học ứng dụng công nghệ thông tin vẫn còn hạn chế. Tôi đã công tác và làm việc ở một điểm trường vùng cao đã được hơn 10 năm. Trong quá trình công tác thì tôi đã gặp rất là nhiều khó khăn. Thứ nhất là cơ sở vật chất ở các điểm trường thì mặc dù đã được trang cấp rất là nhiều các trang thiết bị hiện đại, nhưng mà Internet thì chưa có, với lại mạng 3G, 4G thì chưa ổn định, nên là rất là khó khăn cho việc giáo viên khai thác các học liệu điện tử. Về phía phụ huynh thì đa số các phụ huynh thì đi làm ăn xa, nên là không có điều kiện quan tâm chăm sóc con, đặc biệt là việc hướng dẫn giúp đỡ con học tập buổi tối và chuẩn bị đồ dùng học tập cho con đi học thì chưa tốt. Năm học 2021-2022, toàn huyện Bình Liêu dự kiến sẽ có 24 trường, một trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên, 117 điểm trường với 430 nhóm lớp trên 9.300 học sinh. Để năm học mới tiếp tục gặt hái nhiều trái ngọt, ngành giáo dục huyện Bình Liêu đã xác định thời gian tới sẽ tiếp tục xây dựng kế hoạch, lộ trình sửa chữa, nâng cấp, bổ sung điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đảm bảo điều kiện thực hiện nhiệm vụ năm học. Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, tập trung triển khai bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý thực hiện chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới. Huyện cũng đặt quyết tâm đảm bảo lộ trình đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, trong đó đảm bảo điều kiện để thực hiện 2 buổi một ngày đối với cấp tiểu học, tiếp tục xây dựng trường chuẩn quốc gia gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Vừa qua thì Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định 861, thì trong đó thì huyện Bình Liêu là các xã, thị trấn đều là không thuộc các xã khu vực 2 và khu vực 3. Thì nó liên quan đến một số các cái chế độ chính sách của học sinh trước đây được thụ hưởng, như là chế độ bán trú, thì tới đây thì các cái chế độ chính sách này thì sẽ không được duy trì và thực hiện, thì nó cũng sẽ gây những cái khó khăn về cái việc mà duy trì sĩ số học sinh cũng như là nâng cao chất lượng cho học sinh. Chúng tôi cũng đề xuất kiến nghị với cấp tỉnh và cấp trung ương là có những cơ chế chính sách để tiếp tục duy trì các cái chế độ cho học sinh bán trú, ăn ở, rồi là hỗ trợ gạo, cũng hỗ trợ tiền ăn trưa và một số các cái chính sách hỗ trợ trước đây đang được thụ hưởng thì sẽ kéo dài đến giai đoạn 25 và có thể là kéo dài thêm tùy từng điều kiện và tình hình thực tế. Trên khắp các bản làng của Bình Liêu hôm nay, dễ nhận thấy những ngôi trường mới khang trang cùng sự nhiệt tình, tâm huyết của các thầy cô bám trường, bám lớp, ngày ngày gieo chữ, vận động học sinh ra lớp. Điều đó đã thể hiện rất rõ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền cùng toàn xã hội với sự nghiệp trồng người nơi đây. Chắc chắn năm học mới 2021-2022, con em huyện vùng cao biên giới Bình Liêu sẽ tiếp tục được tiếp cận với môi trường giáo dục tốt hơn, góp phần thu hẹp khoảng cách giáo dục giữa miền núi với vùng xuôi. Từ đó đưa công cuộc đổi mới giáo dục đào tạo của Quảng Ninh đi đúng lộ trình, từng bước tạo ra nguồn nhân lực có chất lượng trong công cuộc phát triển nhanh, vững chắc của huyện, của tỉnh Quảng Ninh và đất nước.